chung kết. Dạ không bà, ông đi nữa. Càng long hả? Càng long xanh này, nãy tiếng cần máu xanh. À, tiếng cần là Sinh Dương. À, Quang Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Hiện tại Quang Vũ đứng ngay chỗ vạch xuất phát của Vàm Long Bình ở thành phố Trà Vinh. Các đội đua đang chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Rồi cầu kè trước hay gì đó. Rồi mình sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh mà đặc sắc nhất để rồi chạy rồi.